Alo, Thúy nha con, mới về thăm đây được vậy con? Sao ra đi vô phòng không gõ cửa vậy? Mừng quá thì quên. Ok, con nghỉ Christmas phải không? Về thăm đây ha. Mẹ với lại chị con sao rồi, khỏe không? Con nghỉ học rồi, con khỏe. Còn mẹ, sao ra đi không gọi đi? Ủa, cái này sao đem cái vali về bự cho con? Về nghỉ Christmas thăm đây phải không? Nè, hay là dọn về đây ở chung với Daddy nha. Ok. Daddy hay quá. Mà thôi, con về ở luôn với Daddy nha. Con ở với mẹ nữa đâu. Bộ con với mẹ con gây lộn nữa à? Daddy nói con bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ làm cho mẹ con buồn, con biết không? Sao Daddy không nghĩ là mẹ làm cho con buồn? Người lớn nó phải lúc nào cũng đúng đâu. Thôi, hiểu. Daddy biết con gái của Daddy ngoan rồi, ok, Daddy không nói nữa. Sao? Bây giờ đi ăn không? Daddy chở đi ăn nha, ok? Thôi, Daddy đi ăn đi, tối qua con cãi lộn với mẹ, giờ con buồn ngủ quá. mà Daddy mới cho tao mướn phòng hả? Sao hồi đó Daddy nói là nhà này chỉ để ở thôi, không cho mướn mà. Bộ con gặp hai mẹ con nữa rồi hả? Hai người đó là bạn của bạn Daddy, từ Việt Nam dọn sang tiểu bang kia. Rồi họ có mới dọn sang San Jose mà không có thân thiết gì hết trơn á. Daddy thấy tội nghiệp mới cho họ share phòng vậy mà. À, có biết không? Họ có thằng con trai, cũng đâu bằng tuổi con á, cũng đẹp trai lắm nha, chịu khó, học giỏi, và lại hiếu thảo nữa con. Daddy hay quá à. Mới biết người ta có mấy ngày, sao Daddy biết nó hiền? Trời đất ơi, từng tuổi Daddy rồi, nhìn người một cái là biết liền, nghe không ngang? Thì gặp cổ rồi. Rồi, cổ hỏi gì con không? Có, cổ hỏi quá trời luôn, con mệt muốn chết luôn á. Mày trả lời sao? Thì con nói với cổ á là con trả lời cô được không? Gì vậy? Sao kỳ cục vậy? Người ta hỏi con có trả lời đàng hoàng. Con trả lời rồi ta nghĩ mình sao? Next time gặp cổ, sorry, ok? Ok. Mà Daddy sao con thấy lạ nha? Lạ cái gì? Thường ngày Daddy đâu có để ý quan tâm tới ai đâu. Did you like her? Like cái gì? Nói bậy bạ mình ta nghe kỳ lắm á con. Không có like gì hết trơn á. Mà con thấy đâu có gì đâu. Daddy không có vợ, cổ thì không có chồng. Hai người thích nhau không có sao đâu. Không được, đừng có nói gì. Nói như ta nghe kỳ lắm á. Con biết mà, từ lúc mà Daddy với lại Mami con chia tay với nhau, trái tim Daddy gần như là khô cạn hết trơn rồi. Từ lúc ta chia tay em cũng... Oh my god! Daddy, đi Daddy! Hai Thúy, Bình con của Bình. Bữa có nghe nói rồi, nice to meet you. Ủa hôm nay Thúy không đi học hả? Bữa nay holiday mà, I'll go shopping, nói chuyện sau nha. Bye. Ok, bye Thúy. Con sắp có việc làm rồi. Ủa vậy hả con? Mà dạ. Ở đâu gọi tới vậy? Thì cái chỗ nhà hàng hôm bữa con gọi đó. Bây giờ cổ gọi lại cổ nói với con. Ngày mai á, con lại con nói chuyện với cổ. Nếu mà được, con làm từ trưa tới tối luôn đó má. Ồ vậy hả? Mà cũng lo quá. Không biết là con có bưng bê được hay không, rồi đổ bể đồ của người ta nữa. Tưởng má lo chuyện gì má không nhớ hồi đó. Giờ con đi bưng sinh tố bán hả? Mấy chuyện này nhỏ mà mới lo gì mà mới lo má ơi. Sao vậy? Sao má khóc vậy? Má xin lỗi con. Tài của con á, đáng lẽ là chỉ để cầm sách vở học thôi. Mà tại vì má không có giỏi giang nên là con phải phụ má bươn chải từ nhỏ.
Má đừng có lo má ơi, con có thấy mấy chuyện này có cực nhọc gì đâu mà má lo. Từ nhỏ con đã thiệt thòi so với bạn bè rồi, tại ba con mất sớm mà má không có giỏi nữa, nên là con phải phụ má cực khổ từ nhỏ nè. Không nghe, má đừng có buồn mà, ai nói má không giỏi, bạn bè con ai cũng ngưỡng mộ má hết trơn á. Má mà không giỏi á, con được như ngày giờ này sao? Mà má thấy con đó, bây giờ nè, xuống con bự con trâu rồi nè, không lẽ bưng mấy tàu bảo không nổi. Thằng, nhưng mà con phải hứa với má gì không? Đi học mới là chính, đi làm là phụ thôi. Khi nào mà tới mùa học là con phải đăng ký đi học liền cho má nghe không? Má cũng đợi cô Phượng coi kiếm việc làm cho má đó, để má đi làm cho con đi học. Má qua đây á là vì tương lai của con thôi, con biết không? Trời ơi, con biết rồi. Con hứa với má vô tới mùa học con sẽ đi học, con làm ích lợi. Má chịu chưa? Mà con nghĩ chắc con phải đi mua cái điện thoại của má ơi. Thôi, má sợ tốn tiền lắm con ơi. Nhưng mà chắc con cũng phải mua, thì chắc cũng thêm mấy chục đồng một tháng. Nhưng mà má biết rồi đó, ở bên này mà mình không có xe nè, mình không có điện thoại, thì giống như mình sống trong thời kỳ tiền sử gì nữa đó. Sao? Dạ. Hai má con có chuyện gì vui vậy? À dạ, thằng Bình nó xin được việc làm rồi đó anh Bớt. Dạ, dạ. Con mới, cái cô ở nhà hàng mới gọi cho con chú. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy chúc mừng con nha. Dạ, cảm ơn vậy chú. Thì, ủa, nhưng mà con định đi làm bằng gì? À, dạ thì con cũng đi làm bằng xe buýt thôi chú, chứ con cũng đâu có xe gì đâu. Thì mai mốt chắc đi làm kiếm tiền để dành tiền con mua chiếc xe cũ cũ con đi cũng được. Bạn có thấy xe buýt được rồi chú ơi. Tính giờ cũng được. Dạ. Mà thằng Bình nó cũng đang định hỏi để mua cái điện thoại xài đó anh Bớt. Hay là con nói chú đi. Điện con thoại biết chỗ mua rồi. Điện thoại bây giờ như vậy chú tính vậy chú. Chú có hai số. Một số chú dùng cho business, còn một số thì chú dùng cho gia đình. Cái số gia đình thì thỉnh thoảng như con Thúy nó biết cái số rồi nó gọi cho chú thôi. Vì chú tính gì, chú sẽ cho con mượn cái phone của số gia đình nha. Đó. Còn má con không đi làm thì cái gì con má con dùng cái phone bàn, hai má con liên lạc với nhau. Đó. Rồi khi nào mà con đi làm có tiền thì xong rồi con mua trả chú nha. Dạ. Nhưng mà có phiền chú không chú? Không có phiền, không có phiền. Coi như là cha, coi như cha chú luôn nhà vậy mà. Dạ. Nghe. Má nói vậy thì thôi con nhận con xài đi rồi mốt con mua con trả lại chú. Dạ, dạ, con cảm ơn chú rồi. Khi nào con có tiền con mua phone mới rồi con trả cho chú cái phone này. Mày khách sao quá. Cái này quên nữa. Hễ mà ai có gọi cho chú bằng cái phone này á, thì con nói là gọi sang cho chú cái số là 408 888 4216. Rồi, thì con giữ cái phone này xài đi ha. Rồi cái nào hễ mà có cái phone này trả lại chú làm nha. Dạ, cảm ơn anh Bớt nha. Cái điện thoại đẹp nha. Thank you.